Ngày 24 tháng 6 năm 2015, Công an huyện Đức Trọng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Anh Tuấn, sinh năm 1994, trú tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng. Đối tượng có một tiền án 6 tháng tù treo về tội trộm cắp tài sản, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, lúc 1 giờ 20 phút ngày 21 tháng 6, Công an huyện Đức Trọng đã bắt quả tang Tuấn cùng Lê Quang Vũ, sinh năm 1998 Huỳnh Trần Đại sinh năm 2000 và Trần Văn Cường sinh năm 2001 cùng chú tại xã Phú Hội đang đột nhập vào tiệm tạp hóa của bà Lê Thị Độ ở tổ 18 thị trấn Liên Nghĩa và đã lấy được hai cây thuốc Caravena. Mở rộng điều tra, nhóm đối tượng này khai nhận từ tháng 4 năm 2015 đến ngày bị bắt, nhóm này đã gây ra 18 vụ trộm cắp tài sản Hàng đêm và khoảng từ 1 đến 2 giờ sáng, nhóm này rủ nhau đi lang thang khắp địa bàn, thấy tiệm tạp hóa hay nhà dân nào sơ hở, sẽ tổ chức đột nhập bằng cách cậy cửa hoặc chui qua cửa thông gió vào lấy tài sản gồm thuốc lá, dầu ăn, bia, nước ngọt, cạc điện thoại, điện thoại di động, laptop, mang đi bán. Toàn bộ tài sản lấy được, nhóm mang bán lấy tiền chơi game online, ma túy đá, bầu đà và thuê phòng trọ. Nhóm này do Tuấn cầm đầu, thường xuyên bỏ nhà đi lang thang, thuê phòng trọ để ngủ qua đêm trong đó Đại và Cường còn đang theo học lớp 9. Bình quân một ngày cả nhóm xài hết khoảng 2 triệu đồng cho việc chơi game và ma túy đá.